Kính chào John. Have a nice weekend. Hôm nay cuối tuần chúng ta tản mẹ một chút xíu. Chào 198. Chào Quỳnh Phương. Chào Nguyễn Hoàng. Chào Nhái Bùi. Lại cứ tù như quý vị, cho quý vị tự do đó. Chào Hà Nguyên Văn. Để đứng con tim. Hello Việt Nam. Hello Victor.
phóng ra mất lạc hoang. Đau lao tay tê tim thế ra đi hay tìm đầu bác gái năm bảy ngày sau này lính cuối tuần nghỉ phép, còn quý vị khỏe không? Vâng, đời lính là thế đó, lúc vui thì vui trên lông trời lở đất, khi đêm xuống thì gối đầu trên M16, súng M16 thôi nha quý vị. Tôi đọc bắt ngang quý vị cứ nghĩ ôm chiến sĩ ôm M16 là sai đó nha. Rồi gối đầu trên cục gò mối mà ngủ thôi. Sương gió là bầu trời, là mái nhà đẹp nhất của người chiến sĩ. Vâng, đó là những bài nhạc tản mạn cuối tuần xin gửi lời thăm đến tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay quý vị khỏe không? Tình hình ở trong nước
xin thưa quý vị, thật sự là một sự trớ trêu nhất khi phải nhắc đến cái tình hình mà quốc dân Việt Nam ở trong nước đang phải chịu đựng trong những cảnh màn trời chiếu đất, trong khi chính quyền cộng sản Việt Nam nó có đầy đủ nào xi tăng máy bay tàu lặn, nhưng chuyện mà đó tìm cách để cứu vớt dân lành thì rất ư là thưa thớt. Nó thưa thớt những cái chuyện mà không thể được phép, không thể cho phép. Nó làm như là thời chiến tranh vậy. Nó sợ là đưa trực thăng ra đó là sợ con cá chép ở dưới nó phục nước lên rồi chiếc máy bay nó rơi xuống. Hay là nó đưa là tàu hạm đội, tàu chiến gì đó, loại cỡ trung nó chạy vô trong đó để nó cứu vớt dân lành. Nó sợ là cá nó hút cái đầu vô để mà bị chìm tàu hay sao. Thật sự khi mà mình nhìn thấy những cái clip ở tại miền Trung mà mình cảm thấy là đây là một cái sự mà tập đoàn cộng sản nó giao khoán cho người Việt. Nó nói là nó chính quyền, nó không cần thiết phải là giúp dân cứu nước, là người quốc dân tự cứu quốc dân. Nó là dân trị mà, còn mình là dân bị trị mà, cái đó không? Cho nên quốc dân Việt Nam ngày hôm nay phải nói là nhìn thấy cái cảnh đó đó mà hãy tự thức tỉnh. Bởi vì chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là để dứt điểm cái tai họa của quốc dân Việt Nam là bằng cách tiêu diệt tập đoàn cộng sản, giải thể tập đoàn cộng sản càng sớm càng tốt. Để từ đó trở đi sẽ không còn cái cảnh điêu linh như quốc dân Việt Nam hiện đang sống dưới nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Đâu có phải cộng sản Việt Nam không có máy bay đó, mà có nhiều nhà là đến đổi 2, 3, 4 bữa cũng chưa có thấy một gói mì tôm ăn, hoặc là chưa có một chai nước sạch để mà uống. Khát quá phải cúi đầu xuống hút đỡ nước, vừa là môi trường ô uế gì thế đó, nhưng mà khát quá thì làm sao. Chưa tính đến chuyện mà tập đoàn cộng sản nó còn ăn chi ăn trận, mà tôi có post lên một vài lần cho quý vị. Khi mà đoàn thiện nghĩa tình nguyện tới là mà cung ứng cho hỗ trợ cho quốc dân Việt Nam một vài gói mì tôm, dễ mà xuống nó tịch thu lại, nó gom hết lại, nó đòi là phải có 40% phần riêng của cái loài đó, cái loài gọi là quỷ sứ đỏ. Rồi nó còn chặn hết tất cả những cái đoàn xe cứu trợ của quốc dân Việt Nam vì lòng thương cảm đồng loại. Dễ mà chúng cái bọn loài quỷ đó nó cũng tìm cách nó ngăn chặn, làm trở ngại, phải là xin đơn xin phép nào là phải báo cáo nó trước, phải là làm việc phải là do nó trước. Tiên sư đó con ma gia, cái ông thần nước kia, ông giết người, ông đâu có xin đơn cộng sản đâu. Cho nên cái chuyện mà thiên tai cứu dân nhân như cứu hỏa thế mà nó còn phải chờ xin đơn cho nó, rồi phải là dưới sự điều khiển của nó mới được. Khi mà mình nhìn thấy cái tình huống đó là mình cảm thấy ê chè, mình cảm thấy tại sao quốc dân Việt Nam mình vẫn còn là cúi đầu chịu dưới áp lực của tập đoàn cộng sản. Cho nên tôi xin thưa quý vị là chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là dứt điểm cái sự đau khổ đó mà quốc dân Việt Nam đã mang canh cánh bên lòng 45 năm trôi qua. Quý vị còn thờ ơ vô trách nhiệm cứu mi dân tộc, trong đó đánh quốc dân Việt Nam đóng vai trò vô cùng quan trọng bên trong, mà quý vị vẫn còn là nghi ngờ về chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Rồi đến hôm nay quý vị là đăng hết clip này, đăng hết clip nọ, gửi ra nước ngoài, yêu cầu anh em ở nước ngoài rồi gửi tiền về các nhà tình nguyện hỗ trợ, rồi gửi về giúp ở trong nước. Chúng tôi muốn cho quý vị là tự biết đi câu cá, hay hơn là chúng quý vị yêu cầu chúng tôi cho quý vị cá, đúng không? Hôm nay chúng tôi cho quý vị cá, quý vị ăn no bữa nay, nhưng mà ngày hôm sau là quý vị còn phải
thiếu ca rồi quý vị yêu cầu chúng tôi viện trợ ca nữa. Chúng tôi muốn quý vị dứt khoát biết cách câu cá để mà sinh sống luôn. Đó là cái nguyên lý của chính phủ để tâm Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi sẵn sàng đương đầu vào giải thể tạo quyền cộng sản. Thì quốc dân Việt Nam đóng vai trò chính trong đó. Ngày hôm nay quý vị bị hạn hán, bị xin lỗi, bị thiên tai như thế, thì ngày mai kia cũng vẫn tiếp tục bị thiên tai. Bởi vì tập đoàn cộng sản khi mà nó thấy mùa đó mà không có nước lũ xuống là nó còn cầu nguyện cho có nước lũ. Bởi vì sao? Nó sẵn sàng có 40% trong cái tổng số dự trữ đó. Chính phủ để tâm Việt Nam còn hồ còn ở ngồi khơ và có cái sự kềm tổ ngăn chặn của tập đoàn cộng sản. Nội cái mà xây dinh độc lập, làm mới là dinh độc lập trở lại kia thôi, mà kéo dây dưa biết bao nhiêu thời gian trong đó, mà làm là mướn nhân công là một vài người để mà làm lấy lệ đó thôi. Nhiều đó cũng thấy được tập đoàn cộng sản nó làm cái sự trở ngại an nguy của quốc gia như thế nào, nó làm trở ngại cái sự tiếng ho ho của nhân loại, của quốc dân Việt Nam như thế nào chưa. Cho nên quốc dân Việt Nam trong nước là đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chào Phương Nhi, chào Đức Mai, chào quý vị mới vào diễn đàn. Chào Thư Huy, chào Phong Nguyên. Tập đoàn cộng sản lãnh đạo trên đó, nó chỉ biết cái gì? Quyền lực của nó, tài sản của nó, quốc dân là gì? Vì hòa đồng trên đất nước Việt Nam, nó muốn dùng cái tình huống này, nó muốn là làm chậm trễ cái sự cứu nguy thiên tai đó. Để chi? Giải quyết nạn nhân mạng. Khi đưa vô nhà thương, phải có điều kiện trước là gì? Tiền. Không có tiền, nằm đó. Rồi chừng nào có tiền thì cứu, chết, tột, giải quyết nạn, nhân mạng. Cho nên quốc dân Việt Nam ở trong nước đừng bao giờ nghe lời tập đoàn cộng sản. Nghe duyên tự tại, can đảm lên. Đừng bước qua, đừng có sợ hãi quá ranh giới không cần thiết kia. Để ngày về của chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa có đầy đủ cái ý nghĩa cho quốc dân Việt Nam giải thể tạo quyền cộng sản, rồi sẽ không còn có cái cảnh điêu linh như quốc dân Việt Nam hiện đang chịu đựng đây. Ngày tàn có tập đoàn cộng sản gần đến rồi, nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta là còn chân ngồi đây mà khó hết tất cả những cái điều công tác đó cho riêng cho chính phủ. Chính phủ làm việc luôn luôn có quốc dân Việt Nam ở bên cạnh, cho nên quốc dân Việt Nam cần phải đóng vai trò rất là quan trọng ở trong đó. Bữa nay cái tình huống lục lậu ở trong nước, chúng tôi xin phép được chia sẻ một cái khái niệm để gửi đến cho quốc dân chia sẻ được những cái nỗi buồn hoặc cái thiên tai mà quốc dân Việt Nam đang chịu đựng. Hãy chia sẻ và phân ưu với đồng bào thân yêu của chúng ta đang bị chết chóc, mất mát, lầm than cơ cực vì bạo lực do tội ác của các đầu sỏ cộng sản. Quý vị có nghe không quý vị? Đầu sỏ cộng sản gây ra cái thiên tai đó, chứ không phải là do ông trời. Ông trời vốn là như thế đó. Khi mà
có nguồn nước ở trên cao thì nó chảy xuống, nó đùa hết tất cả trên đường đi của nó ra cửa biển. Nhưng mà kẻ lãnh đạo, cái kẻ mà cầm quyền lực ngay trong cái lúc đó, đó là phải có bổn phận ngăn chặn đê điền, bảo vệ quốc dân, phải biết trước những cái thời điểm mà cần phải là xả đập trước khi nước tràn về nó mới đúng. Và xả đập phải xả bằng cách nào, phải dùng nhiều thời gian hơn tí nữa, chứ không phải là cùng xả một lượt thì ở dưới hạ lưu nào chịu đựng nữa. Cho nên cái bọn mà dốt lãnh đạo thì lúc nào cũng đem cái tai họa đến cho quốc dân Việt Nam. Kính thưa đồng bào và quý thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, càng ngày thảm họa thiên tai lục lọi giáng trên đầu nhân dân Việt Nam và mọi người đều cố gắng cùng nhau chia sẻ chịu đựng. Theo tin tức do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn của Cộng sản Việt Nam cho hay, từ đây cho tới hết năm 2020 còn khoảng 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông. Phải nói là quý vị thấy là một cơn bão nó vô là cũng đã thấy mệt rồi, mà từ 4 đến 6 cơn bão nhiệt đới từ Biển Đông nó vô nữa, nó làm giống cũng như là cái cuộc chiến giải tỏa Quảng Trị năm xưa, khi một người chiến sĩ chết mà chôn xuống dưới rồi là pháo nó dập lên, cái nó nổi, cái xác nó nổi lên cái rồi cái là ngừng tiếng pháo, rồi anh em bò ra là chôn cái xác nó xuống, vừa chôn vừa xong thì mới vừa chạy xuống hầm cái là cái pháo, trái pháo nó nổ bên cạnh, nó làm cho cái xác bồng lên trên trở lại. Có nghĩa cái xác của một chiến sĩ phải chết nhiều lần mới giải thể được, mới giải tỏa được cái Quảng Trị. Thì ngày hôm nay đất nước Việt Nam ở trong cái cảnh miền Trung nước lục này chưa vơi đi thì có cái bão thứ hai nó đến rồi, bão thứ ba nó đến, mà sẽ còn từ 4 đến 6 cái cơn bão và áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông. Trong đó có 2 đến 4 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Một cơn bão là mình đã chịu không nổi, còn 2 đến 4 cơn bão nữa thì tôi không biết. Lúc này Cộng sản nó ngồi đó, nó kéo mẩy rồi, lúc đó nó có được 40%. Mình nói tới đây tự nhiên là mình muốn tóc mồ hôi ra. Khi những cơn bão tập trung ở Trung và Nam Bộ, các địa phương còn đề phòng mưa lớn dồn dập và kéo dài trong nửa cuối tháng 10 và tháng 11 năm 2020, đặc biệt là Trung và Nam Trung Bộ. Kêu cái con mẹ gì đó mà tôi không có nhớ tên, mà tôi chỉ nhớ là trên mạng ta gọi cái bà đó tên bà Địa Lưu, tức là bà yêu cầu là quốc dân là phải mua lưu về mà cứu nước lục. Kêu cái bà đó, bà có đủ cái lưu không để ra cứu nước lục. Thật sự một người bộ trưởng mà mang cái tư duy quá ư là còn thua hơn cái con nít nữa. Cái thứ đó là bộ trưởng chỉ là khổ quốc dân thôi, là khổ quốc dân thôi. Quý vị nào mà nhớ cái tên bà đó, nhưng mà thôi tôi cũng không dám nhắc cái tên bà đó nữa. Tôi chỉ muốn gọi trên Facebook họ đặt bản cái tên gì thì tôi cứ gọi tạm cái tên bà ngày hôm nay là tên cái bà Địa Lưu. Ngoài ra, trong những tháng mùa khô, Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa. Thật sự nước Việt Nam có nhiều, bây giờ nó có nhiều cảnh mưa mà
Trong đời tôi hồi nhỏ chưa bao giờ được nhìn thấy là dịp Tết, Tết niên đáng mà mặc áo mưa, thật sự không tưởng tượng nổi luôn. Tôi có đi về Việt Nam và tôi có nhìn thấy cái cảnh tượng đó một lần nha quý vị. Chứ không phải là hồi nhỏ tôi ở Việt Nam, hồi nhỏ ở Việt Nam mà tôi không bao giờ gặp cái chuyện đó. Nhưng mà cái lúc mà tôi đã tị nạn qua ra nước Na Uy này rồi, mà tôi về lại nước Việt Nam, tôi có hưởng cái, tôi có bị một cái trận mưa vào mùa Tết mà lại mặc áo mưa. Những đợt rét đậm, rét hại ở phía Bắc có thể kéo dài 5 đến 7 ngày và dài hơn ở các tỉnh vùng núi. Bọn chúng kết lục mưa to gió lớn là do bốn nguyên nhân. Bốn nguyên nhân dưới đây tôi xin phép thưa từng quý vị. Một, hoạt động hội tụ của các luồng gió nhiệt đới và đông bắc và tây nam nối từ vịnh Bengal vắt qua miền trung Việt Nam và tới Philippines. Nguyên nhân thứ hai là bão và áp thấp nhiệt đới. Nguyên nhân thứ ba là không khí lạnh từ phương Bắc tràn xuống và liên tục được tăng cường. Nguyên nhân thứ tư, sâu xa nữa của các cái hiện tượng trên theo cơ quan khí tượng của Cộng sản Việt Nam là tác động của bão La Nina xuất hiện từ tháng 7 và dự báo kéo dài đến đầu năm 2021. Có nghĩa là từ đây còn mấy tháng nữa tại miền Trung Việt Nam sẽ rất nhiều cơn bão sẽ tấp nập đến. Quốc dân sẽ chịu đựng bao nhiêu cái tai ương đó, và người hưởng quyền lợi đó là tập đoàn Cộng sản Việt Nam, nhất là cái đám xã, huyện, tỉnh ở tại địa hạt đó. Mai mốt khi mà chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về bất cứ cái thứ gì mà giúp đỡ cho tập đoàn Cộng sản thì phải lấy lại 40% đó, gửi về cho lại cho dân miền Trung đã bị thiếu hụt trong cái lúc mà thiên tai ở dưới thời cai trị của tập đoàn Cộng sản. Quý vị nhớ những cái điều đó. Tuy nhiên các hiện tượng gió bão thiên nhiên này hầu như năm nào cũng có từ thời Việt Nam Cộng Hòa đã từng xảy ra, chỉ khác là nhiều hơn hay ít hơn mà thôi, nhưng không làm cho lũ lụt nghiêm trọng như hiện nay. Vậy lý do nào mà nhân dân ta đã cơ cực lại còn phải chịu nhiều họa nạn đắng cay, chết chóc, mất mát, lầm than đau khổ như vậy? Theo thiên ý của chúng tôi thì bốn nhân dân của bọn Tây Sai Cộng sản Việt Nam đưa ra thì chỉ là ngụy biện chạy tội chứ không phải là sự thật. Đó là nguyên nhân thứ nhất, vì người cầm đầu quốc gia mà tham tàn hung ác không lo cho dân thì không được lòng dân, tất nhiên trời cũng không vừa ý, nên giáng họa thiên tai liên tục và trầm trọng, kể cả cảnh cáo. Bọn cầm đầu cộng sản như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm đều là một lũ xung động, hèn hạ và hiểm trá, chỉ biết tuân phục quân Tàu Cộng và to rập với bọn gian thương trực lợi, không lo gì cho nước, không nghĩ gì đến dân, là loài gian tham, ác nhân thất đức, nên bị trời phạt là lẽ đương nhiên. Tên Tô Lâm giàu nhà ngươi có cánh bay lên mây, quốc dân Việt Nam một ngày mai đây xin bay theo nắm đầu ngươi xuống mà trị tội. Tên Tô Lâm là một trong những tên khủng bố mà quốc tế đã được nêu tên. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nói thẳng cho thế giới biết, cho thẳng cho quốc dân Việt Nam biết, tên Tô Lâm được quốc tế đã ghi danh là tên khủng bố.
Nguyên nhân thứ ba, bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam, mọi đất cát bờ biển đều đem bán chia nhau, khiến bị sạt lở mà chúng không xây dựng lại công trình bằng đá hay xi măng để thay thế, che chắn, kiên cố. Nên chỉ có bão sóng mạnh đập vào bờ, ngập lụt chết người, tan nát nhà cửa của các ngư phủ dân chài, mới hô hào dân chúng dùng những bao cát thô sơ che chắn thì làm sao ngăn chặn được cái cuồng phong sóng lớn khiến sạt lở thêm trầm trọng là đương nhiên. Thứ tư, tiền quốc tế cứu trợ đã bị bọn đầu sỏ Cộng sản rút ruột chia nhau. 10 đồng chỉ còn lại 1 đồng, nên chỉ đem đến cho dân vài thùng mì tôm, vài chai nước rồi chụp hình quay phim làm cảnh. Tôi xin phép quý vị tôi ngừng đây một chút xíu. Thật sự có nhiều cái cảnh mà nó quay lên, nó đóng phim, nhiều cái cuộc phim tôi nói nó càng lú bịch hơn là nó đóng, hơn là tên Hồ Chí Minh đóng phim tát nước gào dai ở cánh đồng quê ở ngoài Bắc năm xưa. Nó ra nó dẫn một tên cán bộ ở đâu dưới nước lên mà người ta đi ngon lành vậy. À, nó dẫn đưa lên trên bờ rồi nó buộc người cán bộ nó ngồi xuống ở dưới đất. Rồi nó nhí cái chai nước vô trong miệng lên tên cán bộ cho người cán bộ đó uống. Giống như là người cán bộ đó là bị khát nước kinh lắm gì bây giờ thèm nước vậy. Nhưng mà cuối cùng là nó quay chỉ tới cái miệng người cán bộ đó cầm như cái chai nước dơ lên thôi. Còn phần ở dưới là nó không muốn quay nữa. Bởi vì cái tên cán bộ còn khỏe mạnh như là con voi. Rồi còn những cái chuyện mà nó đóng phim trên đó để mà nó moi tiền, moi túi của các nhà nhân đạo đó là ta thấy nhiều cái cảnh nó lú bịch lắm. Nó mà cứu được một người nào, nó dẫn đi, nó bắt đứng ở dưới nước để chụp hình đồ ngon lành lắm. Còn cái số nào chết thì chết không quan trọng. Còn cái số nào mà cán bộ cộng sản nó đi, nó chặn hết đoàn xe cứu trợ lại, nó buộc là phải đưa nó 10-40% trong đó là nó không có quay lên. Cho nên vóc chân kêu trời không thấu là cái chỗ đó. Đó là một loại tập đoàn cộng sản lố bịch. Xin phép quý vị. Chúng nó ở ác thì sẽ gặp ác. Chứ chúng nó không hề thật tâm lo cho dân, không nghĩ đến thức ăn, thức uống, thuốc men để ngăn ngừa dịch bệnh và sức khỏe của người dân. Trong lúc đồng bào chúng ta bị thiên tai lụt lội dồn dập, thì tên Nguyễn Xuân Phúc cho bày trò xa hoa phung phí chiêu đãi đón đưa Thủ tướng Nhật và tổ chức các lễ hội đình đám vui chơi hoa hậu toàn cầu, không hề đến tận nơi để xem xét dân tình. Sở dĩ chúng chiếu phim các đội cứu lục ở miền Trung vì sự hiện diện của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và các phái đoàn Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam. Nếu im lặng không làm gì khi dân chúng chết chóc điêu linh thống khổ thì chúng làm sao moi móc tiền cứu trợ, ăn nói thế nào trước dư luận quốc tế? Đã vậy, một vài tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam không nghĩ gì đến dân chúng, chẳng biết đến lụt lội, còn cho công ty thủy điện hô hô xả lũ tại huyện Hương Huê, Hà Tĩnh, đã khiến cho nhiều nhà cửa của dân chúng tại huyện Hương Khê chìm trong biển nước. Chúng còn cho thêm đợt xả lũ vào ngày thứ 6, 14 tháng 10, khiến lụt lội dâng cao. Nhà máy thủy điện này nằm ở khu vực giáp ranh Quảng Bình, Hà Tĩnh, do bọn đàn em Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc làm chủ. Đây không phải lần đầu tiên địa phương này của tỉnh Hà Tĩnh bị ngập lụt nặng vì thủy điện xả lũ. Năm 2010
lũ tràn về, nhưng nhà máy thủy điện này không chịu mở cống thoát nước, khiến cho nước lũ tràn qua cửa đập, gây ra cho ít nhất là 11 mạng người. Nhiều người mất tích và hàng chục ngàn nhà cửa chìm trong biển nước do trận lũ nghiêm trọng ở miền Trung. Chính quyền Cộng sản, truyền thông Cộng sản Việt Nam đưa tin. Theo tin tức quốc tế, thì vào chiều ngày 17 tháng 10 năm 2020, trên địa bàn thôn Trà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, xảy ra sạt lở đất chôn vùi một nhà dân làm 6 người trong gia đình thiệt mạng, đã tìm thấy thi thể. Cũng tại Hương Hóa chiều 17, khi nhận thông tin có 7 người đi làm rẫy bị nước lũ cô lập, mất tích, đoàn cán bộ công an xã Hướng Việt gồm 7 người triển khai tìm kiếm cũng bị nước cuốn, khiến một thượng úy công an thiệt mạng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Việt và một phó bí thư là sĩ quan biên phòng Tăng Cường bị thương gãy chân, 4 người khác mất tích liên lạc, thật là đau thương. Đây là lời của Đức Quốc Công: khi trước quân thù, ngài cũng tỏ một cái tình reo rắc thương tiếc trong lòng, chứ đâu có phải mang sự hận thù giống như tập đoàn Cộng sản mà nó nói đâu. Đào phải đào tận gốc đó. Nói như thế để cho quốc dân Việt Nam biết, hôm nay rất hên chúng ta là có một vị lãnh đạo anh minh trong chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều đó cũng nhìn thấy được cái tương lai của quốc dân nó huy hoàng và nó nhẹ nhàng và hạnh phúc ra làm sao rồi. Quân thù mà ngài cũng tỏ lòng mến thương, tiếc nói xót xa, húng chi là quốc dân đồng bào. Vì thế mà ngài mới nói là xử sự dân như cha như mẹ là như thế. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, trong lúc tổng thống cùng bộ tư lệnh chiến lược toàn quốc và những nhà ái quốc vẫn ngày đêm miệt mài làm việc để lên kế hoạch sớm về cứu nước cứu dân, thoát khỏi cộng sản, lo nhà cửa thức ăn thuốc men giúp đỡ dân cứu nạn đói sắp đến, còn phải lấy lại danh dự và tự do cho những nhà đấu tranh vì tự do nhân quyền trong nước đang bị chúng kèm hãi giam cầm tù tội. Nhưng tại Việt Nam, bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam vẫn rập theo khuôn mẫu của Trung Cộng, tiếp tục lường gạt dân chúng bằng những tin tức láo xạo. Chúng kêu gọi cán bộ quyên góp một phần bổng lộc để trợ giúp nhân dân, nhưng tên Nguyễn Thị Nhân lại giấu đầu lòi đuôi. Tên này nói chỉ cần góp một phần bổng lộc của cán bộ tại Sài Gòn sẽ giúp được trên 600.000 người lao động. Vậy bổng lộc của bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam nhiều đến bao nhiêu? Điều ghi nhớ là từ lâu dưới chế độ Cộng sản, bọn chúng cướp và tịch thu thì nhanh nhưng mà phát ra thì chậm và nhiều khi chẳng bao giờ thấy. Ví dụ như Formosa bồi thường 500 triệu USA, cho tới nay gần 5 năm rồi mà tiền bồi thường chỉ có số ít người nhận được. Nên nghe bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam tuyên bố như vậy thì có lẽ cũng phải đợi vài năm nữa, hay đến khi chúng xuống mồ thì dân ta mới nhận được trợ giúp. Hiện nay tại Hoa Kỳ đã có dự sức xếp loại những kẻ gây trở ngại trong việc cứu giúp nạn nhân hay tạo cơ hội cho virus Vũ Hán hoàn hành sẽ bị tội khủng bố. Những tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm đã chậm trễ đóng cửa biên giới để cho họ virus của Vũ Hán Trung Cộng.
lây lan khắp nơi, gây ra tử vong cho hàng ngàn đồng bào Việt Nam thân yêu. Và hiện nay thảm họa lục lọi đang biến nước ta thành một bãi tha ma, thì bọn đầu sọ cộng sản Việt Nam có đáng bị trừng phạt hay không? Trân trọng. Đó là những tiếng nói canh cánh bên lòng của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tăng Việt Nam Cộng Hòa. Trước kẻ thù mà Đức Quốc Công của chúng ta vẫn đem lòng thương yêu, quý mến và sao xuyến trước cái cảnh nạn, bị tai nạn như thế. Cho nên quốc dân Việt Nam ở trong nước hãy tự mình so sánh, muốn có một cái nền, một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, dân chủ mà không phải nằm trong cái giai cấp bị trị như ngày hôm nay nữa, thì đừng bao giờ rụt rè, lo sợ bước qua quá cái ranh giới không cần thiết đó, mà sẵn sàng khước từ những cái hình bóng có tên Cộng sản Hồ Chí Minh ở trong tâm tư của chúng ta, và thay vào đó sẵn sàng đón chào chính phủ quốc gia để tam Việt Nam Cộng Hòa trở về cứu quốc. Như thế nó đồng nghĩa với cái câu rằng chúng tôi muốn giúp quốc dân Việt Nam biết cách câu cá để mà sống, chứ không cần thiết phải đợi chúng tôi chỉ cho cá. Nếu ngày hôm nay quý vị còn thờ ơ vô trách nhiệm trước cái lịch sử, chần chờ thờ ơ đón nhận đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, thì thảm họa lại kế tiếp. Những năm tháng kế tiếp, những thời con cháu của chúng ta kế tiếp cũng phải bị những cái cảnh tai họa như thế đó. Giống cũng như quý vị chỉ là được nhận cá để dùng, chứ không biết cách câu cá để mà ăn, tự mình câu cá để mà ăn, có đúng không? Quốc dân Việt Nam hôm nay có quyền so sánh, chọn lựa cho mình một thể chế mà chế độ Cộng sản Việt Nam hôm nay quý vị ở trong nước đã no lên tới lỗ mũi rồi. Quý vị hãy thức tỉnh đi. Đừng có để tập đoàn Cộng sản nó lừa dối quý vị nữa. Ngày xưa chúng ta không có đủ truyền thông để vận tải tin tức hai chiều để chúng quý vị so sánh. Chứ ngày hôm nay chúng ta có đầy đủ truyền thông để chúng quý vị để so sánh, để nhìn thấy rằng tập đoàn Cộng sản nó là mỹ nhân, nó chỉ là lừa bịp quốc dân để chúng nó cai trị mà thôi. Từ tên Hồ Chí Minh năm 1945 khi mà trở về hang Pháp Phó cũng vậy, cho đến tới ngày hôm nay, tất cả những gì mà của tập đoàn Cộng sản làm ngày hôm nay đều là một cái lũ ăn cướp. Tên Võ Văn Giáp, Nguyễn Văn Đồng, Trường Chinh, Nguyễn Hùng, Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Mai, Nguyễn Chí Thanh chưa bao giờ biết mặt Nguyễn Ái Quốc trước khi xuống Tàu Pháp để làm cái sinh nhai cơ mà. Cho nên ngày hôm nay tập đoàn Cộng sản nó chỉ nhận là cái tên gián điệp Tàu Cộng đưa về, nó gắn cho cái tên là Hồ Chí Minh. Chứ Phạm Văn Đồng, Lê Dũng, Trường Chinh nào mà biết mặt được là Nguyễn Tất Thành hay là Nguyễn Sinh Cung cái lúc mà vào Sài Gòn đi xuống bến Tàu Nhà Bè để mà đi ra chiếc tàu Pháp để mà làm kế sinh nhai đâu. Cho nên người Tàu lúc nào cũng ngậu trên đầu của người dân Việt Nam là sao? Chúng ta phải vừng lên, chúng ta phải đứng dậy chứ. Ngày xưa quý vị không biết, không theo dõi được thông tin, ngày hôm nay thông tin rất là dễ, rất là theo dõi, muốn biết cái gì cũng được. Thông tin giống như hiện tại, ngày hôm nay giống như là cái trường bách khoa của đại chúng vậy. Quý vị muốn hỏi về đề tài gì cũng đều có.
Thì tại sao quý vị vẫn còn chần chờ không khước từ cái chế độ cộng sản trong tâm tư của quý vị? Khi Hồ Chí Minh trở về hang Bách Bó là kể cả Phạm Văn Đồng, Lê Dũng, Trường Chinh gì đó, cũng cảm thấy ngỡ ngàng, nhưng mà phải cúi đầu chấp nhận một cái tên giống như một cái con khỉ đột không ra cái hệ thống lãnh tụ gì cả. Tất cả cái cách thức ăn mặc của tên Hồ Chí Minh đều nằm dưới sự điều khiển của Mao Trạch Đông ở bên Tàu. Bởi vì Tàu Cộng nó cũng biết được cái văn hóa của Việt Nam rằng là phải ăn mặc rách rưới trong có vẻ đáng thương hại để là mua chuộc lòng dân, để cho quốc dân Việt Nam nó nhìn vào đó đem cái sự thương tiếc và để đánh giặc, để lừa bịp, để cướp chính quyền. Chứ không nên ăn mặc xa hoa đẹp đẽ lộng lẫy ở trong đó. Cho nên quốc dân vì chiến tranh tàn khốc quá, muốn nhìn thấy cái cảnh cho nó mau có hòa bình, hạnh phúc. Cho nên cái cảnh tượng mà rối rắc, đối rắc của tên Hồ Chí Minh trong hang Bách Bó, ai cũng muốn thương hại. Nhưng mà cái đó là cái hành, cái cách thức lừa bịp của tên Hồ Chí Minh chính đến cho quốc dân Việt Nam. Rồi chúng nó dùng cái lá cờ của Phúc Kiến, cờ đỏ ngôi sao vàng, nó treo đồng nhìn thấy cái lá cờ là hỏi lá cờ này sẽ là lá cờ của quốc gia của chúng ta hay sao? Thì tên Hồ Chí Minh nói đúng rồi, nó là lá cờ đó. Cái lá cờ đó đâu có ngọn ngành lịch sử nào mà của quốc dân Việt Nam đã để lại đâu. Mà tôi không hiểu tại sao quốc dân Việt Nam vẫn đón nhận nó một cách oanh liệt, và đến tới ngày hôm nay quý vị còn lên diễn đàn của tôi chắc chát rồi quý vị cho rằng là tập đoàn cộng sản điều này điều nọ là tích cực nhất trong cái chuyện canh tân đất nước. Khi chúng nó trở về lại tới Hà Nội tới ngày 27, ngày 17 tháng 8 năm 1945, khi trong lúc chính phủ quốc gia Việt Nam do Thủ tướng Trần Trọng Kim đang họp ở trong tòa nhà hát lớn, thì bên ngoài có trên 100.000 quốc dân đi biểu dương lực lượng để ủng hộ cho chính phủ đang thành lập ở trong nhà hát lớn. Thì ở bên ngoài có vài cán bộ của tập đoàn cộng sản, có vài cái súng mà chúng nó điều khiển được cái cuộc biểu dương lực lượng thành cuộc biểu tình để áp đảo cái cuộc họp của chính phủ Trần Trọng Kim ở trong cái nhà hát. Vì quốc dân an nguy của dân tộc, Trần Trọng Kim chấp nhận và không màng đến cái cuộc họp thành lập chính phủ của quốc gia Việt Nam nữa. Rồi tập đoàn cộng sản đã buộc quốc dân Hà Nội trong ngày 17 tháng 8 năm 1945 đó đi biểu tình và kéo dài cho đến tới ngày 2 tháng 9 năm 1945. Chúng nói sao? Thừa thắng xông lên cướp chính quyền, chúng nó làm cái bộ ăn cướp. Chưa bao giờ có cái chiến lược hay là có cái đề án mà để cứu nguy dân tộc sau cái cuộc chiến đó cả. Quốc dân chưa bao giờ nghe được đọc lên những cái đề án mà để cứu nguy dân tộc, mà toàn là cái đưa ra cái những cái địa vị mà tên Hồ Chí Minh lúc đó tự bước lên là làm chủ tịch của đất nước ở trong cái lúc đó. Mà quốc hậu cũng là một quốc hậu bù nhìn, không phải bởi được quốc dân Việt Nam đứng lên bầu lên. Cho nên chúng nó đạp đầu đạp cổ quốc dân Việt Nam là cũng từ cái chỗ bởi vì quốc dân Việt Nam là gần như cúi đầu chấp nhận. Rồi sau khi Pháp nó theo chân của quân Anh qua giải giới quân Nhật tại Việt Nam rồi là người Pháp cũng nhìn thấy được cái cảnh tên Hồ Chí Minh cướp chính quyền là phi Pháp. Cho nên người Pháp ngang nhiên ở lại nước Việt Nam một lần thứ hai và tạo ra cái cảnh chiến tranh xảy ra tại Điện Biên Phủ là cái chỗ đó.
cũng đầu dây mối nhợ. Đáng lý là nước Việt Nam không cần thiết phải có chương trình, chỉ cần ngồi lại để mà hoạch định lại một cái kế sách tự do, có dân bầu. Làm việc gì mà có dân đứng ở trong đó, có dân giải quyết, có dân đề nghị thì thứ gì lại không thành công. Mà đằng này ngược lại, tên Hồ Chí Minh tự cho mình đứng lên làm một vị lãnh đạo, rồi tự chọn quốc hội ra, tự phân chia giai cấp lãnh đạo trong đó. Rồi cái loại ăn cháo đa bát, khi nghèo thì quốc dân Việt Nam nuôi mua từng cái áo, mua từng cái giỏng, mua từng cái bộ quần áo. Khi cướp được xong chánh quyền rồi, nó ra nó kết cho những người nào cứu nó lúc hoạn nạn cơ cực đó, rằng là họ biết được cách mạng sắp thành công, cho nên họ mua chuộc chúng tôi bằng cách cho chúng tôi ăn no ngủ kỹ. Cho nên khi có nắm được chánh quyền là phải đem những cái bọn đó ra bắn trước. Thấy cái sự tàn ác của tập đoàn cộng sản chưa? Cho nên quý vị cũng phải là phải hiểu về lịch sử điều đó. Người cộng sản là cái kẻ cướp chính quyền mà. Nó biết gì có cái lòng thương đối với quốc dân Việt Nam. Những cái thứ đó, mai sau quốc dân Việt Nam hãy nhớ tên, nhớ họ, ngày tháng năm sinh của bọn chúng. Khi cơ cực thì quốc dân Việt Nam tìm đủ một cách ô bế, cung cấp thức ăn, thức uống, rách nước thì mua đồ cho mặc, không có giỏng thì người ta may giỏng cho nằm. Khi nắm được chánh quyền rồi, lôi người ta cho rằng là người ta mua chuộc. Người ta biết cách mạng gần thành công, họ mua chuộc cách mạng. Phải nói là họ gán cho một cái tội, phải nói là ngu súng. Đó là cái bài học của lịch sử mà quốc dân Việt Nam cần phải biết. Nhớ tên, nhớ mặt, nhớ tuổi, ngày tháng năm sinh của bộ đó. Chính chúng đó thò tay ký cái bản định ước Bale Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954, chia đôi đất nước. Vẫn còn đó nha, cái bản định Geneva nó vẫn còn nằm đó nha. Ở trên đó đề gì? Khi chia tạm chia đôi đất nước, và sẽ có quốc dân quyết định thống nhất đất nước, chứ không phải là bằng bạo lực để thống nhất đất nước. Mà Hồ Chí Minh tìm đủ mọi cách củng cố quân đội, xé rừng Trường Sơn, xuống cúp chính quyền miền Nam Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Toàn là một cái lũ ăn cướp. Những cái loại đó vào Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975, có nhận được một tờ giấy lộn gì không? Không. Mà họ còn tuyên bố rằng miền Nam Việt Nam là chẳng có cái gì để mà giao cả. Những cái loại người đó, quốc dân Việt Nam cần khắc cốt ghi tâm, nhớ họ, nhớ tên những cái bộ người đó trong cái thời điểm đó, để một ngày gần đây chúng ta lưu những cái bọn đó ra đứng trước lịch sử mà hai tội bọn chúng. Những điều tôi vừa nói ra, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân biết hết rất rõ cái định ước Geneva ngày 17 tháng 8 năm 1954 và ngày 30 tháng 4 năm 1900 ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Những cái định ước hòa bình và những cái định ước quan hồi hòa bình vẫn còn nằm im đó. Đó là cây nó thần mà một ngày gần đây Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sẽ dùng cái đó mà đập lên đầu cái bọn Cộng sản Việt Nam, nhất là cái bọn Tàu. Bởi vì người Tàu Cộng cũng vẫn thừa nhận
Miền Nam Việt Nam có một thể chế Việt Nam Cộng Hòa mà chính họ ký trong đó, họ thừa nhận. Và chính tập đoàn Cộng sản cũng có ký vào đó và thừa nhận ở miền Nam có một thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Và những cái điều lẽ trong hai cái định ước hòa bình có ghi rất rõ, không phải là dùng vũ khí quân lực gì vào miền Nam Việt Nam cả. Kẻ nào dùng quân lực vào để cướp phá miền Nam Việt Nam thì kẻ đó sẽ lãnh những cái hậu quả, mà những hậu quả đó sắp sửa xảy ra tại nước Việt Nam. Hôm nay quốc dân Việt Nam rất là hạnh phúc bởi vì quốc dân Việt Nam đang có một vị lãnh đạo trong cái đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, là một người có đầy đủ một tình yêu thương nhân loại, xem dân như con mà cư xử dân như cha như mẹ. Xin lỗi. Tài đức của ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đại Quân đáng không còn cái danh từ gì nữa để trao cho ngài. Ngài sống trên một cái thế giới tự do đầy đủ, và nơi đó có biết bao nhiêu các học giả thích giả, nhưng mà khi mà họ định để giải phóng dân tộc thì không có một vị học giả thích giả nào mà nhờ cậy cả. Sống trong cái cảnh mua người mà ngài cảm thấy cô đơn. Học giả rất nhiều, thức giả cũng không kém. Nhưng những thành phần đó ngày hôm nay trốn đi đâu hết rồi? Thật sự trốn đi đâu hết rồi? Những cái trách nhiệm đó, những cái trách nhiệm của đất nước ngày hôm nay, những cái thứ mà học giả thức giả kia phải chịu cái trách nhiệm. Nhưng ngày hôm nay cái bọn thức giả học giả đó không còn một người nào mà vì quốc gia dân tộc, họ vì cá nhân của họ thôi. Cho nên quý vị đừng có đặt cái câu hỏi rằng là chính phủ để tam Việt Nam Cộng Hòa đã làm gì cho quốc dân, mà các bậc học sĩ hãy tự hỏi mình có cái lý tưởng gì dành riêng cho đất nước chưa, có sẵn sàng cùng với chính phủ để tam Việt Nam Cộng Hòa để xây dựng đất nước chưa. Những cái sự hiểu biết quý vị đã gom hết bỏ vô trong cái túi, nhưng hôm nay quốc dân Việt Nam chỉ cần một nửa cái hiểu biết của quý vị cũng đủ có khả năng đánh đổi tập đoàn Cộng sản ra khỏi quốc gia rồi. Nhưng quý vị chưa bao giờ dám. Cái đám học sĩ học giả của người Việt Nam của chúng ta hôm nay không, chưa một người nào dám đứng ra cùng với chính phủ để tam Việt Nam để cứu nguyên dân tộc cả. Cho nên ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là một chiến sĩ cô đơn trên mọi nẻo đường của thế giới, sẵn sàng đối đầu với tập đoàn Cộng sản. Chiến lược, chiến thuật của ngài có sắp sẵn, không cần với vũ khí mới đánh được tay quân thù. Cho nên ngài đem hết cả cái tâm tư ra trải dài trên bên cuốn hiến pháp. Nó là lá bùa hộ mạng cho đám cộng sản Việt Nam ngày hôm nay. Tập đoàn Cộng sản ngày hôm nay cũng là hên lắm mới có một vị lãnh đạo của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa anh minh, đạo đức, thanh bạch. Tất cả những điều đó được chứng minh trong cuốn hiến pháp
do Ngài ký và xác định rằng bỏ cộng, việc cộng, bỏ cộng thì còn việc, việc không giết việc. Và tiêu chí là lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Chứ không phải như tập đoàn cộng sản trả thù, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Vợ con của lính Việt Nam Cộng Hòa, vợ của nó ta xài, con của nó ta sai, còn lính sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đưa ngay vô rừng núi mà đi lao công khổ sai trên đó. Cho nên tôi xin thưa tất cả quý chức chức và quý đồng bào ở trong nước, đừng bao giờ quá sợ hãi qua cái ranh giới không cần thiết. Ngay trong thời buổi này, hãy nói cho nhau nghe rằng khước từ chế độ cộng sản Việt Nam và sẵn sàng đón chào để tam Việt Nam Cộng Hòa về cứu nước. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Quân xứng đáng một vị lãnh đạo quốc gia ở tương lai, bởi vì cái lịch sử, cái tiểu sử của Ngài phải nói đáng chúng ta học hỏi, chiêm ngưỡng. Ngài được huấn luyện qua những cái máy trường ưu tú tại miền Nam Việt Nam, tại trường quân sự, một trong những trường nổi tiếng ở tại miền Nam Việt Nam trong cái thời đó. Qua bao nhiêu trang dòng thời gian chứng minh rằng Ngài không bao giờ chịu cúi đầu. Đó là nói lên cái khí phách của con người vì quốc gia dân tộc. Khi Ngài ở trong tù cộng sản cũng không bao giờ chấp nhận cúi đầu, mà xé tù cộng sản ra và cùng quốc dân đi vượt biên. Và khi đặt chân lên đến đất nước tự do Hoa Kỳ, Ngài nhất định không vì cái hạnh phúc riêng tư của mình mà quên đi cái trách nhiệm bổn phận cao quý để cứu nguy dân tộc. Ngài sống trong một cái đất nước, một cái thành phố mà gọi là một thành phố gió tanh mưa máu, với cái đám dân ở gọi là cái đám cán bộ xã mà Ngài không bị hôi tanh. Ấy người ta mới nói là gần bùn mà chẳng hôi tanh, mùi bùn là cái chỗ đó. Nhiều đó cũng chứng minh rằng cái là cái quyết tâm của Ngài nhất định không để những cái thứ đó xóa nhòa. Hỏi thử ngày hôm nay có bao nhiêu đảng phái của người Việt quốc gia, có bao nhiêu chính phủ của người Việt quốc gia nào có khả năng còn tồn tại đến ngày hôm nay nữa hay không? Nếu có, hẳn bây giờ nó đã có thành, nên dốc nên hình rồi, đúng không? Ngày hôm nay tất cả các đảng phái người Việt quốc gia nằm tại chỗ, nhắm mắt hồ sinh phong, nằm tại chỗ. Rồi thọc gậy bánh xe tiêu cực cho đến chính phủ để tâm Việt Nam Cộng Hòa. Các anh chỉ là đáng những hạng người là ganh tị viên thôi, chứ không phải là dư luận viên. Chúng ta hên lắm được sống sót trong cái thời buổi sẽ được một vị anh minh lãnh đạo như Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đồng. Mình đọc trong cái bản hiến pháp của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thì mình biết được, mình đọc trong đó mình thấy được Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đồng, mình thấy được cái tâm tư của Ngài, mình thấy được cái lý tưởng của Ngài. Quý vị đọc trong đó có cái câu nào mà hận thù trong đó không? Đó là cái lá bùa hộ mạng để bảo vệ tập đoàn cộng sản ở tương lai đó.
Xin phép quý vị. Đọc cho các bản hiến pháp, chúng ta thấy được vị lãnh đạo của chúng ta. Đọc trong bản hiến pháp, chúng ta thấy được cái tâm tư của người lãnh đạo của chúng ta. Đọc trong bản hiến pháp, thấy được cái tương lai của quốc dân Việt Nam. Cho nên cái bản hiến pháp nó cũng là cái lá bùa hộ mệnh cho đảng Cộng sản ngày nay. Quý vị ngày hôm nay chê chính phủ để tâm Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà ngày mai đây quý vị không đủ lý lẽ nhìn thấy cái sự bất khuất kiêu hãnh của để tâm Việt Nam Cộng Hòa lãnh đạo đất nước, sẽ đưa dân tộc Việt Nam trở về lại cái hồn ngọc viễn đông mà được nêu lên mấy thập niên qua. Tất cả tài nguyên của quốc gia tiền có sẽ được chia đều đến quốc dân Việt Nam. Chúng ta có biết bao nhiêu kho tàng vi báo ở trên đất nước mà trong tay cái Đức Quốc Công Tổng thống Đồng Vương đã có bao nhiêu cái bàn khoán về cái những cái kho tàng đó. Cho nên xin thưa với quốc dân Việt Nam, trách nhiệm của quý vị có một công việc rất là đơn thuần, rằng là khước từ chế độ cộng sản ở trong tâm tư quý vị và đón chờ để tam Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo anh minh của Tổng thống Đặng Quân. Nếu quý vị ngày hôm nay không chấp nhận những lời đó thì quý vị sẽ chịu đựng những cái cảnh giống như miền Trung ngày hôm nay chịu đựng. Và rồi quý vị đòi hỏi điều gì thì dùi cui của tập đoàn Cộng sản nó không ngại đập lên đầu của quý vị. Cho nên chúng ta phải nói với nhau rằng chuyện sợ hãi không cần thiết trong ngay cái lúc này. Trưng cầu dân ý là cái việc quyết định của người dân để phân chia ranh giới quốc cộng phân minh. Đạp mặt Hồ Chí Minh cũng là một cái ranh giới phân định quốc cộng phân minh trong đó. Nếu quý vị ngày hôm nay không tự tìm cho mình một cái số căn cước của chính phủ để tam Việt Nam Cộng Hòa thì ngày mai này quý vị vẫn phải tiếp tục phải tìm cho được cái số căn cước của chính thể để tam Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì nó cũng là một cái lá bùa hộ mạng, nó là cái tiêu chí đầu tiên trong cái cuộc đời của mình. Cho con đi thi, mua tài sản này, hay vào đăng ký đại học nọ, hay kinh doanh kia, cũng bắt đầu từ cái số căn cước của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Nếu quý vị không chịu chấp nhận chọn cho mình trong cái thời buổi này để mà trưng cầu dân ý, thì ngày mai đây quý vị cũng phải làm cái điều mà ngày hôm nay chúng tôi reo gọi yêu cầu. Mà hơn thế nữa, sâu xa ý nghĩa hơn thế nữa, nếu ngày hôm nay chúng tôi giống cũng như là cần một vài giọt xương của quý vị là cũng đủ tươi thắm rồi. Đừng có đợi ngày mai kia quý vị lúc đó mới là trưng cầu dân ý, thì lúc đó giống như quý vị mang theo tới cho chúng tôi hàng phi nước đó, thì chúng tôi không cần thiết nữa. Tôi nói cái câu đó để cho quý vị nhìn thấy rằng cái trưng cầu dân ý của quý vị trong đúng lúc thì một cái phiếu trưng cầu dân ý của quý vị sẽ mang biết bao nhiêu cái ý nghĩa cho quốc gia dân tộc không? Ngay lúc này không? Những cái thước phim có tên Hồ Chí Minh đóng phim lố bịch
ở ngoài miền Bắc trong cái thời đó, ngày hôm nay chiếu lại mà quý vị vẫn còn nhìn thấy cúi đầu tâm phục khẩu phục. Mà trong khi nhà báo nó nói mệt mỏi quá, chỉ ông hoài mà ông cũng làm không không nên. Cứ đừng yêu cầu là đừng có nhìn vào cái ống kính khi người ta quay phim. Mà tên Hồ Chí Minh cứ nghĩ rằng hay là sợ rằng ống kính nó không quay đúng cho tên Hồ Chí Minh. Cho nên có những cái thức phim mà mình nhìn trong cặp mắt nghệ thuật một chút xíu, mình nhìn thấy nó lố bịch ra nhiều cái chuyện. Không có tên Hồ Chí Minh nào mà ra tới Điện Biên Phủ chỉ huy quân giặc. Không có tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp nào ra tới Điện Biên Phủ mà chỉ huy quân giặc cả. Đó là cái thứ lừa bịp bà xạo. Những cái thức phim quý vị đã nhìn thấy, đó là những cái thức phim nó đóng lại tốn biết bao nhiêu thời gian được lên khúc phim đó. Cái tên Đại tướng Lùng Võ Nguyên Giáp chỉ là ngồi một nơi nào đó thôi, chứ không bao giờ dám cục cờ đến tới là cái chỗ mà bom rơi đạn nổ ở ngoài Điện Biên Phủ đó. Tôi thưa như thế đó để cho quốc dân Việt Nam nhìn thấy là cái sự quốc dân Việt Nam đang sống trong cái sự lừa bịp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị chưa bao giờ hãnh diện rằng mình là người một công dân mà để đi bầu cho một cái đại biểu quốc hội để thấy mình để mà có tiếng nói trong quốc hội, cái đúng không? Cái sự lố bịch của tập đoàn cộng sản nó khó 11 nó bầu lên khó 12, khó 12 nó tự đưa lên khó 13, khó 14. Nó chỉ có là 496 nhân đại biểu thôi mà đại diện cả gần cả một đất nước, gần cả 100 triệu. Mà đâu phải có quốc dân bầu lên đâu. Còn chúng nó tự bầu từ bé nó lên đó rồi nó réo gọi quốc dân Việt Nam thừa nhận. Cái con số là 496 đại biểu quá nhỏ so với lại đại biểu quốc hội của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Khóa 1 tới là 1070 đại biểu cho trên 6 triệu phiếu bầu. Tôi thưa quý vị, để cho quý vị có cái sự so sánh, quý vị sống ở trong nước, quý vị nghĩ rằng là quý vị có quyền bầu cử đề đạt cái người đại diện lên thay thế mình đưa lên tiếng nói. Quý vị đang bị tập đoàn cộng sản nó lừa bịp hết tất cả. Quý vị chưa bao giờ hãnh diện cầm một lá phiếu để mà bầu lên cho quốc dân Việt Nam, để mà tìm một vị lãnh đạo trong quốc dân này. Xin phép vị. Để cái đám ganh tị viên ở trong diễn đàn, chúng tôi từ đây tới đây cần phải để cái đám này ở trong đây. Để chi? Để giáo huấn cho nó. Tại vì cái bọn này nó chưa bao giờ biết được nghe cái sự thật. Nó cứ nghĩ rằng là mọi thứ mà ở trong nước là những cái điều đó là cái điều mà hiển nhiên nó đã có, chứ một cái sự thật để nó so sánh nó chưa bao giờ nghe. Còn phải để trong đây giáo huấn nó nhiều hơn. Hơn thế nữa, trong đây cái tin tức hoàn toàn là sắp sửa xảy ra cho đất nước Việt Nam. Ngày hôm nay nó tìm đủ một cách nó nghe, nó thu thập cho được để nó chuẩn bị cái tư thế của nó. Trong đây toàn là những cái đám mà ganh tị viên thôi, chứ không phải là một người cán bộ gọi là dư luận viên gì của cộng sản, là toàn là cái đám ganh tị viên thôi. Cho nên cần phải có nhiều thời gian để giao huấn đó quý vị.
Ok, đó là cái đề tài cuối tuần. Chúng ta tản mạng tiếp tục một vài bản nhạc. Chào Mỹ Phương, chào Tùng Nguyên. Chào Phương Nhi. Chào Kim Lê. Chào Công Đức Võ. Yeah, ok, chúc quý vị một cuối tuần bình an bên người thân yêu. Chào tất cả quý vị.